Chào mừng quý vị và các bạn quay, quay, trở lại với tập số 3, câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay ở trên kinh hẻm chuyện ma để chúng ta đến với câu chuyện có tựa đề là ác nghiệp lái xe. Thưa quý vị, rất nhiều quý vị quý khán thính giả đang làm nghề lái xe cũng hay inbox cho tôi nói rằng những cái câu chuyện giúp cho các anh có thể tỉnh táo hơn trong lúc lái xe đường dài và thưa quý vị đây là một cái câu chuyện cũng viết ngay chính về những cái người đang lái xe đường dài là một cái câu chuyện thưa quý vị cũng rất là hay mà chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện ác nghiệp lái xe của tác giả Tuấn CP có phần diễn đọc của Đình Soạn. Những người hay có việc phải đi ngược Hà Nội Thái Nguyên Chắc không còn ai xa lạ cái xe khách rộng rãi to cành càng Sân xanh đỏ như là vỏ lon Pepsi của nhà xe hoàng tử Sân thật lái vốn là những người hơi mê tín Họ tin vào những hiện tượng kỳ bí dị thường Mà dân gian vẫn cho là ma quỷ Họ coi cái xe của mình lái nhiều khi còn quan trọng hơn chính bản thân của mình Chăm chút nó từng ly từng tí Vậy nên khi mà những bác tài lần đầu tiên nhìn thấy cái tên của nhà xe hoàng tử, người ta có phần hơi kinh ngạc. Bởi cái tên hoàng tử là do chủ xe đặt ra. Với hoàng là tên của ông và chẳng hiểu thế nào lại gắn chữ tử ở đằng sau. Cái xe sơn hai mảng xanh da trời và đỏ tươi trói lọi, nhìn giống như là một lon Pepsi khổng lồ đặt nằm trên đường với mấy bánh cao su ở bên dưới. Dân lái rất kiêng những con số như là số 4, vì theo phát âm theo tiếng tàu đó là chết. ấy thế mà Tây hoàng kia lại dám viết hẳn chữ tử lên xe của mình mà chẳng mày may tỏ ra sợ hãi. Có lẽ hoàng là một tên rắn mặt. Quả thật hoàng rất rắn mặt. Ngay từ đầu mới lên đây, hắn đã gặp ngay lão đại chuyên trách nhiệm vụ bảo kê, phần chia bến bãi cho đỗ từng xe. Ai vào đây cũng vậy, cũng đều phải làm luật với các tay anh chị trong vùng, thì mới có cửa để yên tâm làm lụng. Nếu ai bướng bỉnh cứng đầu thì không sớm thì muộn cũng bán sới mà đi. Nhẹ thì như vậy, nặng thì giữa đường nổ lốp cháy xe chết người như bỡn. ấy thế mà Hoàng không hề sợ hãi, hắn lên gặp tên đại ca của bến, chủ động đòi giảm giá bảo kê. Câu chuyện trong căn phòng kín không ai rõ thế nào, nhưng chỉ thấy từ hôm sau, hết gặp Hoàng ở đâu là tên đại bàng của bến lại khúm núm cúi chào Thậm chí còn chu đáo rút điếu thuốc tây thơm ngon cắm vào mồm của hoàng rồi châm lửa hộ với những cử chỉ như thế thì phải biết là hoàng đúng là một tay máu mặt và cứng đầu hoặc là hắn đã bí mật nắm được một cái con bài tẩy gì đó của gã đại bàng đầu sò, cho nên mới oai phong bệ vệ như thế nhưng hoàng vẫn tỏ ra rất quân tử hà vẫn nộp bảo kê đầy đủ cho lũ chân tay của gã đại ca và thỉnh thoảng còn mua quà về tặng cho con trai của hắn nữa người ta nói rằng hoàng không phải là tên thật của hắn đó là một cái danh xưng đặc biệt trong giới giang hồ. Hoàng không hề phải vào tù ra khám một lần nào, nhưng với tư cách là người của một tổ chức xã hội đen đầu sỏ, nắm trong tay hàng trăm anh em, phủ rộng vòi bạch tuộc ra toàn miền Bắc. Trước khi còn tại chức trong giới giang hồ, Hoàng là cánh tay phải của một tên máu mặt, nổi tiếng buôn hàng trăm cân ma túy, nhưng này đã về vườn, rửa tay gác kiếm, rút ra để làm ăn lương thiện hoàng vì thế mà cũng lui về là một người bình thường nhưng mà tiếng tâm của hắn thì vẫn nổi như cồn trong giới anh em giàu búa nếu cứ chỉ dùng con mắt bình thường mà đánh giá thì không ai nghĩ rằng hoàng lại là một tên máu mặt ghê gớm đến thế nhưng nếu xem cách hắn cư xử với đám chân tay thậm chí cách hắn nói chuyện với tay chùm sò trong cái bến xe này thì cũng đủ biết cái uy cái thế của hoàng khủng khiếp đến mức độ nào để lũ lu bu trầu dìa không thỉnh thoảng kiếm chuyện với chân tay của mình hoàng cũng đứng ra nắm vô lăng nhưng chỉ năm thì mười họa mà thôi vì hắn còn bận trông con trông cái ở nhà từ cái hồi rửa tay gác kiếm rút khỏi những trận gió tanh mưa máu tranh cướp địa bàn đến nay hoàng đã đoạn tuyệt hẳn hắn chỉ ở nhà thứ nhất là vì hắn đã có vợ có con không thể bạt mạng như trước đây nữa một lý do nữa là hoàng vốn đã nằm trong tầm ngắm của công an Nhất cử nhất động đều khiến cho cơ quan chức năng để ý, chỉ cần hắn sơ sẩy làm việc gì phạm pháp thì thế nào cũng phải ra trước vành móng ngựa. Chưa kể những đầu mối quen biết trên giang hồ cũng có thể vì hắn mà phương hại, bởi vậy mà Hoàng luôn cố tránh hết khỏi mọi vụ đấu đá tranh giành. Dặn mặt thằng Bảo Kê ngay ngày đầu tiên chỉ để sau này anh em không phải nổ súng đâm chém cho rắc rối. Hoàng là một tay chơi biết nghĩ và có lối quân tử của hắn, được anh em trong giới rất nể phục. Nhưng bên cạnh đó, người ta cũng sợ hãi trước những giai thoại truyền miệng về sự tàn độc và ác độc của Hoàng. Chuyện kể rằng trong một lần đi bảo kê cho một chuyến hàng chở đầy vật tu máy móc buôn lậu trên tàu thủy. Trong nhóm thủy thủ đã có kẻ ra mặt mắng mỏ Hoàng, xích mích thì không ai rõ từ đâu. Nhưng tay thủ thủy kia người to như chiếc cối say, chân tay cuồn cuộn bắp thịt làn ra dám nắng nâu bóng trông khác gì một gã hộ pháp. Hắn tỏ gấp đôi người của Hoàng và tưởng chừng chỉ cần một cú đấm thì Hoàng có thể bắn ngay xuống biển. Thế nhưng Hoàng không tỏ ra nao núng, hắn đứng im nghe tay thủy thủ kia chửi bới mình không hề có một phản ứng nào bật lại. Nhưng sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện ra tay thủy thủ treo cổ chết trên lan can của con tàu, còn xác thì lùng lẳng ở ngoài mạn. Họ cho rằng tay thủy thủ ấy chết là do Hoàng hạ thủ nhưng không ai có bằng chứng rõ ràng để kết tội được hắn. Người ta ít khi nào thấy hoàng trực tiếp ra tay, nhưng hầu hết tất cả nạn nhân có dính líu đến hắn đều có một kết cục vô cùng khủng khiếp. Có những kẻ nhẹ dạ thì mất mạng, nặng thì cả nhà chỉ trong vòng vài năm không ai sống sót. Vì thế mà những giai thoại về tiếng tăm man dở của hắn cứ càng ngày càng được thổi phồng lên, nhưng vì cách hạ thủ kín kẽ và tinh vi, cho nên hoàng chưa bao giờ lọt lưới của chính quyền của công an về những tội giết người hay buôn ma túy ngày hoàng về đây hắn chẳng cần phải làm mưa làm gió gì với mấy tay hồ báo nhãi nhép mà trực tiếp làm luật luôn với chùm bảo kê của bến xe là vì vậy nhưng cuộc đời không phải ai lúc nào cũng bằng phẳng chẳng ai giàu bao họ chẳng ai khó ba đời và gieo nhân ác thì không thể gặp quả lành chỉ một thời gian ngắn sau khi đứng ra lập hãng xe hoàng tử chính hắn đã gặp nhiều biến cố kinh dị lạ thường rồi kết thúc mạng sống của mình bằng một sợi dây thòng lọng mọi sự cố rùng rợn kinh hoàng bắt đầu từ một buổi tối mưa phùn cuối năm 2009 trên con đường tỉnh lộ kéo dài từ hà nội đến cao bằng hôm ấy trời mưa không lớn lắm nhưng mà giả dích lâm thâm mãi không tạnh những tháng cuối năm ở miền bắc gió đông thổi xen lẫn với những cơn mưa kiểu này khiến cho ngoài đường vơi hẳn người qua lại nhất là trên con đường bê tông nối dài hai thành phố, như con đường này thì lại càng heo hút. Chiếc xe ô tô bốn cửa sơn đen như là một con quái vật cứ lầm lũi tiến đi trong mưa. Chỉ có hai luồng đèn pha sáng rực là vật duy nhất chứng minh cho nơi này có sự sống. Bởi bốn bề xung quanh chiếc xe là một bóng đêm dày đặc, lãng đáng sương mù và phẳng phất gió mưa, xen lẫn với những lùm cây um tùm rậm rạp mọc hai bên vệ đường. Trên cửa kính ô tô vẫn còn lớp băng dính như vừa mới xé, in hẳn lên một tấm kính một vệt trắng dính lở nhờ. Đó là chỗ mà người ta thường dán lên chữ hỷ màu đỏ để tiến hành đưa giúp cô dâu mới phục vụ cho đám cưới. Ngồi sau vô lăng là Hoàng, hắn vừa dự đám cưới của một người quen trên mạng ngược và bây giờ thì đang phóng từ Cao Bằng trở về Hà Nội sau một trận rượu điếng người. Lâu lắm rồi gã không uống nhiều như vậy, hay xe đi trên đoạn đường bê tông lồn nhồn lại dày đặc ổ voi ổ gà khiến cho nó cứ lắc lư nhảy lên nhảy xuống làm cho bụng dạ của hoàng như lộn ngược tùng phèo các loại thức ăn lẫn với men rượu đang nghẹn ứ đến tận cổ sắp sửa phọt hết cả ra ngoài mắt của hoàng đã mờ nhòe đi không biết là do buồn ngủ hay là vì nước mưa đang đập vào cửa kính hắn rồi mắt liên tục và há mồm như là cố nuốt tất cả không khí trong xe và lồng ngực Cơn buồn ngủ vì say rượu khiến cho ngay mắt của Hoàng cứ nhướng lên rồi cụp xuống. Chỉ còn hơn 20 cây số nữa là về đến nhà. Hắn đã đi được 3 phần tư chặng đường cho nên không muốn nghỉ ngơi mà cứ như vậy lái đi trong mưa gió. Cây xe đang chạy ngon chớn tự nhiên bất lái rồi hút mạnh vào một bóng trăng trắng ở trước mặt. Cả cái xe giật nảy lên và cái bóng trắng ở trước mũi xe thì văng ra 5-6 mét. Hoàng ngồi sau tay lái cũng đập mặt vào vô lăng đau điếng nhưng bù lại là hắn tình cả rượu và hết buồn ngủ hẳn. Hình như Hoàng vừa tông trúng một người nào đó nửa đêm đi qua đường không báo hiệu. Hắn không sợ hãi nào đúng, ngược lại còn chửi thầm. Mà cha thằng nào con nào bây giờ còn mò ra đường thế này? Dứt lời Hoàng nhấn ga cho chiếc ô tô chậm chậm bỏ lên phía trước. dưới ánh sáng đèn pha, trên nền đường ngập ngụa nước mưa và bùn đất, có một người đang lóc ngóp bò sơ tay lên vẫy vẫy như cầu cứu ngồi sau vô lăng ô tô lại vững tấm kính bị mưa hắt cho nên nhòe. Hoàng không trông rõ đó là nam hay nữ, chỉ thấy cánh tay đưa lên rồi hạ xuống như kiệt sức. Thì ra vẫn còn sống. Hoàng thầm nghĩ rồi lại nhìn vào gương chiếu hậu, cả con đường vắng tanh vắng ngắt không một bóng người xe qua lại. Đã hơn 12 giờ đêm, thời tiết thế này thì chỉ có điên mới ra ngoài đường. Hắn tự nhủ và rùa thầm mình đáng lẽ hôm nay nên ở lại đám cưới chứ chẳng nên về dưới nền đường bê tông loang loáng nước thân thể kia vẫn đang cố sức lóc ngóc bỏ hình như là gió vừa thổi mạnh hát nước mưa ào ảo rơi xuống như là muôn ngàn quả chín rụng tiếng gió rít lên trôi qua khe cửa kính ô tô như là giận dữ hai càng gạt nước cảm ứng liên tục gạt mau nhanh hơn nhưng vẫn không làm cho cảnh vật trở nên rõ ràng hơn trước hoàng liếc mắt xuống đường rồi đạp mạnh chân ga để xe phóng vụt đi và nảy bật lên một cái dữ dằn xen lẫn với tiếng sừng gãy vụn, kêu lên răng rắc. Bóng tối và làn mưa từ từ nốt trọn chiếc ô tô đen xì vào trong, chỉ còn lại hai chấm đỏ lờ mờ của cái đèn chiếu hậu, thỉnh thoảng sáng lên rồi lại tắt. Trên nền đường một cái xác bị nghiến qua nát bét, đang giật lên từng hồi như những phản xạ thần kinh thực vật cuối cùng trước khi tắt thở. Đó là một người phụ nữ. Làn bánh xe đèn ngang qua ngực, trách cảm vào trong cầm, khiến cho phần xương sườn nát vụn bẹp hẳn xuống xương hàm cũng bật tung ra trên khuôn mặt chỉ còn từ cánh mũi hất lên đôi chân quò quắp một lúc sau rồi mới từ từ duỗi ra để lộ ra cái bụng to tròn căng lên sau lần vải áo mưa đột nhiên trở nên nặng hạt Xóa lạnh tiến đâu kéo về cứ ù ù từng trận thổi tung những tán lá khô dây rụng bay là tà nước mưa ào ào đổ xuống cuốn trôi những vệt bánh xe dính vào dưới mặt tường chỉ còn lại cái xác của người thiếu phụ mang thai vẫn còn đang nằm im lìm ở đó không có ai phát hiện giữa màn đêm sâu thăm thẳm hoàng vẫn ung dung lái xe dưới làn mưa trắng xóa nước đã gột rửa tất cả những dấu tích của vụ tai nạn dẫn đến chết người khi hắn đang ngồi sau tay lái bao nhiêu máu me vụn thịt đều bị sóc ra rơi xuống đường rồi nước lại rửa trôi đi tất cả nhưng chắc vì nhà Hoàng vẫn phải kiểm tra lại những chỗ như nắp capo và cản trước Sửa đi nếu mà cần thiết Hắn là chủ của cả một hãng xe Chẳng thiếu gì thợ thuyền để xóa đi dấu tích của vụ tai nạn này Hoặc đơn giản hơn là giúp cái ô tô vào một xó nào đó Khi mọi việc đã êm xuôi thì lại lôi ra để dùng tiếp Hắn cũng chẳng thiếu gì xe cổ Cho nên việc cái xe để không cả năm trời Cũng chẳng có ai lấy làm lạ hoàng cười thầm vì sự tính toán của mình yên trí rằng tất cả mọi thứ đều sẽ được sắp xếp ổn thỏa thế mà ban nãy suýt nữa thì gã đã xuống xe để xem nạn nhân như thế nào còn sống hay đã chết nhưng chỉ cần hoàng lộ mặt rất có thể sẽ khơi lại tất cả những vụ án mà hắn từng có liên quan bọn công an bây giờ ghê gớm lắm không cẩn thận là vào tù như chơi hắn nghĩ như vậy và bớt đi cái cảm giác giết người đang âm ỉ dâng lên ai bảo giữa nửa đêm nửa hôm lại lò mặt ra đường chẳng đèn đóm gì cả thì bị đâm chết cũng phải bình thường hắn sẽ xuống tay để cứu giúp nhưng hôm nay hắn đi xe của chính mình biển số cũng đã lộ bây giờ quyết là phải giết người hoàng hơi lo lắng vì không biết rằng nghiến qua một lần như vậy đã đủ giết chết người hay chưa tiếc quá biết thế lùi lại đâm cho nhát nữa Hắn nghĩ vậy và thầm lắc đầu cho mình bất cẩn. Giả sử như kẻ đó vẫn còn sống thì nguy cơ hoàng dính án khá cao. Nhưng hắn lại tự chấn an mình rằng đã nhìn vào gương chiếu hậu và thấy nạn nhân nằm yên không có cử động. Ý nghĩ lần màn như vậy nhưng mà hắn cũng cẩn thận hơn nhìn đường để tránh không gây thêm sơ sẩy nào nữa. Hoàng cũng tìm một nẻo tắt vắng bóng người dù bây giờ đã là quá khuya cái xe lại mở đèn pha cho nên người đối diện cô cố gắng nhìn cũng không phát hiện đầu xe bị móp hay bị biến dạng đến hơn một giờ sáng thì cái xe đã nằm ở trong gara và trên từng khúc đường tăm tối đều vắng ngắt không một bóng người vài ngày sau khi mà đang trong phòng khách thì tự nhiên đứa con của hoàng mở tivi lên xem chương trình thời sự truyền có một bản tin an toàn giao thông người phóng viên đang đứng giữa một đám đông ai nấy đều ủ rột đau buồn cúi mặt xuống trên con đường nhỏ một mảnh chiếu đang được đắp vội lên xác người bên cạnh đó là một cái bát cắm mấy que nhang vẫn còn đang bốc khói dòng chữ dưới màn hình chậm chậm hiện lên một cách rõ ràng tai nạn chết người nạn nhân là một thiếu phụ mang bầu tháng cuối hoàng giật mạnh lấy cái điều khiển từ tay của con trai rồi chuyển qua kênh khác hắn giật mình bởi lẽ không ngờ rằng mình vừa xuống tay một cú đâm lấy đi hai mạng người Nhưng cái cảm giác ăn năn hối hận đó Cũng nhanh chóng tan đi Khi những miếng cơm được vào vào trong miệng Họ nói rằng đang điều tra làm rõ Nhưng con đường vắng như thế này Dấu vết lại bị mưa cuốn trôi Thì có mà làm rõ vào mắt Bất chợt hắn cười lên một cách điên dại Khiến cả vợ cả con đều kinh ngạc Nhưng với cái uy và cái ác của Hoàng Họ nào dám lên tiếng hỏi chỉ cúi mặt xuống ăn cơm không dám nói một lời và từ trong sâu thẳm người đàn bà vợ của hoàng biết được chồng của mình vừa phạm tội vài ngày sau một người lái xe thuê cho hoàng phải nghỉ vì ngã cầu thang cánh tay phải đập xuống nền đất nên gãy phải bó bột không thể đi làm hoàng hỏi thăm qua loa rồi đích thân đến bến nhận lái xe luôn thay cho người tài xế không may mắn nọ lâu lâu rồi hắn cũng chưa đến bến xe cũng cần phải trực tiếp thị sát tình hình xem bọn bảo kê có ăn chặn hay làm gì quá đáng với anh em thợ thuyền của nhà hắn hay không. Xem mà Hoàng nhận lái là một chuyến đi cố định từ Hà Nội đến Lào Cai, xuất phát từ lúc 10 giờ đêm ngày hôm trước và đến nơi vào lúc sáng sớm ngày hôm sau. Tuyến đường khá dài lại nhiều đèo dốc dựng đứng hiểm trở treo leo, sơ dày một chút thôi có khi cả người và xe cùng lao xuống vực. Vì thế mà trên con xe của Hoàng bố trí hai người phụ một người là tay mới nhưng mà người còn lại thì cũng đã lái thảo lắm hoàng vốn khó ngủ hay lại uống cà phê tối cho nên lại càng tỉnh táo hơn hắn thấy mấy gã đàn em có vẻ hơi uể oải cho nên khi xe vừa xuất bến thì hoàng cho người phụ lái xuống để nghỉ ngơi lâu rồi hắn cũng chưa được lái đêm muốn tìm lại cái cảm giác năm xưa trên xe lúc ấy đã đủ hết các hành khách chỉ chừa lại một cái ghế trống ngay đằng sau lưng của tài xế đó là chỗ ngồi ưa thích của Hoàng mà không mấy khi hắn cho ai đặt mông. Thứ nhất, khu vực ấy có thể quan sát bao quát được cả xe. Thứ hai, quan trọng nhất là ngay dưới cái đệm đó có một khẩu súng lục ổ xoay. Hoàng chia ra cho mỗi xe giấu một khẩu súng, nhưng không tài xế nào biết. Hắn dự định dùng để phòng thân, tránh những chuyện bị những gã đàn em của địch thủ xưa kia truy giết. Chiếc xe khách lăn bánh được chừng khoảng 3 giờ đồng hồ, thì bắt đầu con đường trở nên hiểm trở, khó đi hơn trước. Hồi đó cao tốc Hà Nội Lào Cai chưa được xây dựng, chỉ có vài tuyến đường chính đi tới đó. Một đường đi qua Vĩnh Phúc, Việt Trì, sau đó sang Yên Bái và tới Lào Cai. Đường khác thì đi qua Mạn Sơn Tây và bắt đầu vào đường 70 để đến Lào Cai. Xe cổ hoàng cầm lái đi theo lộ trình dài nhất, đó là vòng ngược sang phía bên kia của dãy Hoàng Liên Sơn, đi men theo con đường đèo Ô Quy Hồ đến cổng trời thác bạc thả khách xuống sapa rồi mới về đến bến xe của tỉnh lào cai đường đi năm ấy còn xấu lắm xe sóc nảy lên nảy xuống như là người ta đảo cơm rang hay là lật trứng ở trên chảo nóng xe cổ hoàng cũng khá hiện đại nhưng vẫn không thể vượt qua được cái hiểm trở của cả đoạn đường xe cứ như vậy ì ạch bò đi với tốc độ trung bình không cao không thấp hoàng cũng là một tay lái lụa liên tục đảo vô lăng lách né những ổ voi ổ gà. Vượt qua được Thanh Sơn là bắt đầu tới chân đèo khế, con đường 32 nối liền với mỏm nhọn của địa giới tỉnh Phú Thọ và chỗ hõm vào trên bản đồ của tỉnh Yên Bái. So với ô quý hồ hay đèo liên tam đảo thì đèo khế vẫn là một con đường khá dễ đi vì ít có đoạn cua tay áo hay là lộ trình không quá dài, không khiến cho người lái xe phải căng mắt điều khiển phương tiện. Nhưng hồi ấy đèn đóm chưa có nhiều Ban đêm đường đèo heo hút sân làm chứng khí chỉ ngay từ sầm tối Đến khi xe cổ hoàng đến nơi cũng đã quá nửa đêm Cả con đường độc đạo chỉ duy nhất có một ánh sáng đèn xe của hắn dọi xuống Những làn sương trắng lãng đãng trôi trong không khí Bị ánh đèn chiếu vào lại càng làm cho không gian nhuốm một màu u tịch Khiến cho người ta liên tưởng đến những cảnh âm u trong các bộ phim kinh dị trên xe từng phụ lái cho đến khách hàng đều đang ngủ hoặc nằm xem phim, không ai để ý thấy Hoàng vừa lái xe vừa cau mày, như thể có vật gì đang chặn ở chiếc đầu xe. Quả nhiên chiếc xe đang chạy chậm dần rồi dừng lại hẳn, một vài người hành khách ngơ ngác nhìn lên không hiểu có chuyện gì. Hai phụ xe cũng đã bị tiếng động nhốn nháo từ khách hàng đánh thức, họ nhồm dậy ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, rồi khi đang định chạy lại hỏi Hoàng thì cửa xe bật mở một làn hơi lạnh buốt ùa vào khiến cho mấy anh chị hành khách ngồi gần đó phải run lên lầy bầy gã lái phụ ngơ ngác hỏi ơ sếp sếp mở cửa làm gì vậy hoàng không trả lời đóng cửa lại để máy tăng ga cho chiếc xe tiếp tục leo lên triển dốc phía sau lưng những ánh nhìn thắc mắc tò mò vẫn hướng về phía cổ hoàng nhưng không có ai hỏi thêm câu nào nữa hành khách thì vốn không quan tâm hai tay đồ đệ phụ lái thì cũng sợ uy của hoàng lại nghĩ hắn chơi đồ cho nên hành động không tỉnh táo. Nhưng vì thế mà cả hai thằng đều mở mắt thao láo, không dám ngủ, chỉ sợ Hoàng lơ mơ lao cả người cả xe xuống vực thì khốn. Chỉ duy nhất có Hoàng là đang buồn ruồn chân tay, nhưng trước mặt của đàn em không muốn tỏ ra để chúng phát hiện. Bởi lẽ khi mà cái xe đang lù lù lao lên con dốc, thì bất chợt trong làn sương trắng mịt mù, một người phụ nữ bụng bầu xách cái làn nhựa đỏ như là vừa đi chợ về vẫy tay ra dấu dừng lại. Bình thường Hoàng sắp mặc kệ ngay không để ý, nhưng hôm nay không hiểu có một mãnh lực vô hình nào đó thôi thúc, khiến cho hắn đi chậm lại rồi dừng xe. Hoàng gạt cần để mở cửa, ngay lúc ấy thì một làn gió lạnh bút thổi ùa vào. Nhưng từ cái kính chiếu hậu Hoàng đưa mắt nhìn ra đằng sau thì không hề có ai xuất hiện. Chẳng có người phụ nữ nào cầm làn đỏ với cái bụng bầu to tướng chỉ có một làn sương mờ đục theo gió đông cuộn vào bao trùm lên một góc của cái xe và khiến bao nhiêu người dùng mình vì lạnh hoàng biết là mình đã gặp ma nhưng mà vì là dân anh chỉ số má nhiều lại sảnh tay đâm chém cho nên cơn sợ hãi chỉ thoáng qua vì ngỡ đó chỉ là một hồn ma quá răng dọc đường hiện lên để chiêu ghẹo ấy vậy mà khi liếc mắt nhìn vào gương lái hoàng lại nhận thấy người phụ nữ đó hiện lên ở trên đường cầm theo cái làn nhựa đỏ và tay thì ôm cái bụng bầu to tướng, vùn vụt lướt theo xe như là đuổi bắt. Hắn sợ hãi lần vào trong túi ngực, chạm tay vào lá bùa cầu an mà một ông thầy người thượng trên Bắc Cản đưa cho để chấn yêu trừ quỷ. Quả nhiên ngay sau đó thì Hoàng lại nhìn vào gương thì bóng trắng của người phụ nữ quái đản kia đã biến mất, khuất chìm vào trong màn sương trắng độc. Phía sau Hoàng mấy người phụ xe vẫn còn đang lặng lẽ nhìn nhau không nói Chúng không ngủ nữa nhưng chằm chằm hướng mắt về phía cổ Hoàng để nghi hoặc. Không ai nói gì cả, trên chiếc xe chỉ còn tiếng thuyết minh giọng miền Nam cho một bộ phim võ hiệp Hồng Kông mà Hoàng phát ra từ một đĩa VCD cũ kỹ. Đa phần hành khách trên xe đều đã ngủ, họ tựa đầu vào thành ghế hoặc khung cửa sổ mà kệ cho chiếc xe rung lắc. Những người khác thì chăm chú ngước nhìn lên cái màn hình bé xíu ở trên nóc xe để xem phim cho hết thị giả. Cây xe như là một con trâu sắt khổng lồ cứ lù lù lao đi trong màn sương lạnh lẽo của miền sơn cước. Con đèo đã bị bỏ lại phía sau từ lâu, nhưng những hình ảnh rùng rợn vẫn cứ ám ảnh trong đầu của Hoàng, làm cho hắn thỉnh thoảng phải đưa tay lên sợi lá bùa nền vàng, có vẻ những nét đỏ đen nhằn nhịt. Xe đã đến địa phận của huyện Mù Căng Trải, một huyện miền núi cuối cùng của tỉnh Yên Bái. Cứ đi dọc theo quốc lộ 32 cắt ngang qua huyện, sẽ sang tới đất lai châu để tiếp giáp là huyện than uyên một huyện có diện tích địa lý không quá lớn cũng chẳng có quá nhỏ của tỉnh đi hết huyện thì ngược lên mạn bắc sẽ tới được phía sau lưng nghĩa là bên kia của dãy núi hoàng liên sơn cái xe của hoàng đi thêm một quãng nữa thì hắn ra hiệu cho người phụ lái lên đồi bình thường hoàng có thể đi hết cả hai chặng khứ hồi không cần phải nghỉ nhưng mà đêm nay hắn không đủ bình tĩnh để có thể cầm vô lăng về những hình ảnh kỳ quái cứ thỉnh thoảng xuất hiện. Hoàng nhà ga rồi đợi xe dừng hẳn rồi mới kéo vanh tay. Hắn còn cẩn thận dặn dò người phụ lái, chú ý con đường vì trời đêm nay tự nhiên lắm sương mù quá. Hoàng lần ra đằng sau ghế lái ngồi ở một vị trí quen thuộc, chỗ mà Hoàng giấu khẩu K54 ở bên dưới. Hắn ấn điều khiển cho bộ phim nhỏ bước tiếng lại, rồi gác chân qua một bên cúi đầu định đi ngủ chẳng biết hoàng đã ngủ được bao lâu nhưng khi mà mắt ra thì trời vẫn còn chưa sáng mà đêm u tịch bao trùm lấy không gian khiến cho hắn cũng chẳng biết rõ mình và cái xe đang đi đến chỗ nào hoàng nhìn xuống tay lái nơi đeo chiếc đồng hồ mạ vàng rất đắt tiền mà hắn từng được một đàn em biếu trong một dịp sinh nhật cái đồng hồ cơ máy rất tốt thế mà không hiểu tại sao lại chết kim dây của nó cứ giật giật tại một chỗ trong khi kim giờ kim phút đều ngừng lại ở số 12. Hắn nhìn sang phía đối diện, thấy gã phụ xe còn lại cũng đang ngủ một cách ngon lành. Thế vậy cho nên thôi hoàng không hỏi nữa. Hắn cúi đầu xuống định nghỉ ngơi thêm một chút nữa, vì lượng thời gian bây giờ chắc cũng sắp đi đến Sapa. Nhưng vừa cúi đầu và cụm đôi mi xuống, thì bóng dưng từ dư quang nơi khóe mắt, hoàng nhận ra cuối xe có một bóng người quen thuộc. Người đó không ai khác đó chính là cô gái bụng bầu ôm làn nhựa đỏ khi nãy hiện ra dưới chân đèo khế hoàng kinh hãi co rúm người lại toàn thân run lên bần bật hắn mở tôi đôi mắt đi không tin vào thị giác của mình bởi nghĩ bản thân của mình vẫn còn đang ngái ngủ nhưng mà không quả thật ở cuối xe người con gái ấy đang đưa tay lên xoa xoa cái bụng bầu cái làn nhựa đỏ đặt ở dưới chân thỉnh thoảng lại lay động lời hoài như có vật gì còn sống bị nhốt ở trong khoảnh khắc vụt qua khá nhanh cho nên hoàng chỉ chú ý đến cô gái kia nhưng người đó thì không cô ta liên tục xoa vào bụng không thèm ngẩng đầu lên có điều càng xoa thì cái bụng lại càng như bé lại ở dưới sàn xe cái làn nhựa đỏ lại càng rung lắc dữ dội nhưng kỳ quái nhất là bộ ngực căng tròn tức sữa của người thiếu phụ cũng đang dần xẹp xuống lún sâu tưởng chừng như sắp với cả da lưng giữa lúc ấy thì cô gái ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn thẳng vào mặt của Hoàng. Từ cánh mũi hất xuống, cái hàm dưới không biết đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại những mảng thịt đỏ lờ nhờ, vẫn còn đang lùng lẳng một màu, lưỡi thẻ dài ra gây sợ. Và trong cái làn nhựa đỏ thì bỗng phát ra tiếng cười khanh khách của trẻ con, rồi lại có hai bàn tay bé xíu trồi lên, từ dưới nắm chặt tới hai quai sách. Hoàng sợ hãi đến tái cả người, toàn thân lún sâu vào chiếc ghế, Tay của hắn muốn thò xuống dưới định lần tìm khẩu súng Nhưng cả người như thế nào như là bị dính keo Không tài nào có thể cử động Tiếng cười của đứa bé con cứ như vậy rùng rợn cất lên trói tai Như thể có người đang lấy rùi đục đục thẳng vào mạng nghĩ Hoàng ú ớ muốn thét lên nhưng mà âm thanh cứ tắt tịt lại trong cuống họng không thoát ra nổi. Hắn lại quay mặt ra nhìn người phụ xe và đống khách hàng để tìm đến cầu cứu. Nhưng thực sự ghê gớm quá, tất cả họ đều đang mở mắt chừng chừng vô hồn lạc phách mà nhìn thẳng vào hoàng hắn lạnh bút cả người như thể lạc vào giữa một đoạn rừng toàn những vong linh của người chết từ khí trùng trùng điệp điệp bao quanh mà khủng khiếp thay những khuôn mặt trên xe trừ hai gã phụ lái đều là khuôn mặt của những kẻ thù những nạn nhân mà hoàng đã xuống tay sát hại tất cả họ đang hiện diện ở quanh đây ngay trong cái xe hà nội lào cai này như để thế thiên hành đạo đòi lại công lý và mạng sống từng bị hoàng cướp mất bỗng một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy vai của hoàng rồi lay mạnh khiến cho gã trao đi một bên rồi bừng mắt tỉnh dậy trước mắt của hắn là một đôi mắt hốt hoảng của gã phụ xe thế ra tất cả chỉ là một giấc mơ một cơn ác mộng hoàng ngơ ngác nhìn xuống cuối xe nơi đó có một ông chú trung niên đang ôm trước ba lô cũng kinh hãi đang nhìn hoàng và toàn bộ các hành khách khác trong xe đều như vậy Họ không hiểu vì sao mà gã tài xế lại rú lên kinh hãi, chân tay luống cuống vùng vẫy vào không khí. Gã phụ xe cũng sợ sệt nhìn Hoàng. Hắn thấy sếp của mình liên tục lầm bẩm những lời vô nghĩa, rồi lại chắp tay xin lỗi và dư chân dư cẳng như muốn đạp ngã một ai, thì lao đến lay mạnh vai của Hoàng tỉnh lại. Trước đôi mắt hoàng sợ của gã đàn em, hoàng thờ hồn hền rồi rào vờ lảng sang chuyện khác. Hắn hỏi bằng một giọng cứng cỏi như không giấu được vẻ hãi hồng. Đi đi đến đâu rồi, lên Sapa chưa? Gã phụ xe lắc đầu chỉ ra ngoài cửa sổ, đang ở trên đèo Ô Quý Hồ anh à, sương dày quá bọn em không có dám đi nhanh. Hoàng lại hướng mắt về phía hành khách, họ cũng đã lấy lại được bình tĩnh để không tỏ ra hoảng loạn như trước. Vài người đã nhắm mắt lại ngủ, còn vài người khác thì đang làm việc riêng của mình. Hoàng khi ấy mới ấp úng, thời tiết lạ quá nhỉ, thì báo là hôm nay trời quang không có sương mà. Gã phụ lái bị câu chuyện đổi sang hướng khác một cách quá nhanh cho nên tạm thời không trả lời được ngay. Bối rối nhìn xung quanh rồi nói. Anh, ai anh có sao không anh Hoàng? Hoàng lắc đầu xua tay ra hiệu cho tên đàn em biết rằng hắn vẫn ổn. Nhưng cũng là một cử chỉ để cho gã phụ xe đi chỗ khác. Tay phụ xe hiểu ý liền trở về vị trí cũ. Không quên liếc mắt nhìn khuôn mặt vẫn còn tái nhợt của gã giang hồ cũng gắn một thời. Hoàng ngồi lại ngoảnh đầu nhìn qua cửa kính. Ở bên ngoài màn sương mờ mịt vẫn còn bùa vây không tan đi chút nào, như một lớp vải đục trộm lên chiếc xe. Hoàng lờ mờ nhận ra, làn hơi trắng ấy không hề bình thường, nó như thể một luồng khí của các oan hồn đang vẩn vũ xung quanh. Bám giết lấy chiếc xe để đòi Hoàng trả oán. Cái suy nghĩ ấy khiến cho sống lưng đột nhiên lạnh toát, hơi thở trở nên nghẹn cứng tắt lại, rồi mới được bật ra phả vào cửa kính. Hoàng để ý phía sau của mình, gã phụ xe thỉnh thoảng vẫn len lén đưa mắt nhìn như dò xét. Hoàng đoán rằng có lẽ hắn ngạc nhiên vì sự yếu đuối bất thường của mình. Cho nên vội già vờ nhắm mắt lại, rồi cục cái mũ lưỡi chai xuống để che đi khuôn mặt. Nhưng khoảnh khắc trước khi cái mũ lưỡi chai trùm xuống, Hoàng bất chợt trông thấy một bóng người chạy qua cửa xe. Nhưng hắn chợt nhận ra không phải là người đó chạy qua xe mà ngược lại. Chiếc xe mới là vật phóng qua bỏ lại người đó trên mặt lộ. Đó là người thiếu phụ mang bầu Vào cái làn nhựa sách tay màu đỏ. Khoảng cách ngắn ngồi chỉ thoáng qua mà thôi, nhưng Hoàng vẫn nhìn rõ nét khuôn mặt kinh dị. Chỉ có từ cánh mũi hất lên và cái lồng ngực bị bánh xe Chèn qua dập nát. Đó chính là nạn nhân mà đêm nọ Hoàng đã hút phải, rồi còn tàn nhẫn nghiến thêm một lần nữa cho chết hẳn. Giờ đây chỉ có hồn ma của người thiếu phụ với cái bụng bầu 9 tháng đã hiện về để đòi mạng. Tưởng chừng như là màn sương trắng độc có thể che đi tất cả như là cơn mưa lớn đêm nào. Nhưng không phải. Nó chỉ là một lớp phông nền, làm đổi bật lên hình ảnh rùng rợn ghê gớm của hồn ma hiện về để báo oán. Hơn 4 giờ sáng, chiếc xe khách đã dừng lại ở chiếc cầm của nhà thờ đá, trung tâm của thị trấn Sapa. Toàn bộ hành khách ngày hôm nay đều là dân du lịch, đến tham quan cảnh đẹp ở thị trấn mở xương nổi tiếng này. Sau khi trả khách, hai tay lái phụ và hoàng dừng xe trước cổng của một quán phở tạm ven đường gọi ba tô ăn cho bớt đói để cho dạ dày có cái mà tiêu hóa trước khi ngủ một giấc ngắn trong một nhà nghỉ ở gần đó hai gã phụ lái thì ngấu nghiến ăn vèo cái đã xong cái bát phở lớn và một đĩa quẩy giòn nhưng hoàng thì chỉ gầy gầy vài đũa gắp miếng thịt bò tái cho vào trong miệng bát phở mùi rất dậy thịt bò tái cũng rất thơm ngon nhưng vào trong mồm của Hoàng thì không khác gì ăn đất cát. Ăn không còn biết vị, cho nên hắn chỉ xúc thêm mấy thìa nước rồi bỏ cả. Hai gã phụ lái tường xếp của mình chưa ăn xong, cho nên cứ ngồi yên nhìn nhau, rồi lấy tâm xìa xìa không dám tỏ ra sốt ruột. Mà chính Hoàng cũng đang bận nghĩ ngợi đến những biến cố khủng khiếp đêm qua, cho nên gã cũng chẳng hề để ý. Hoàng rút bao ngựa trắng từ trong túi, rồi nhón lên một điếu đỉnh châm lửa hút nhưng điếu thuốc vẫn còn nguyên ở trong gói chưa kịp ngập lên môi thì hoàng trông thấy đứng ở ngoài quán phở loáng thoáng có một người đang đứng ở đó trời mới chỉ tăng táng sáng lại mù mịt sương cho nên cái dáng người mảnh khảnh kia hoảng non không rõ nhưng thần hồn đã át đi thần tính nỗi sợ đêm qua lại bùng lên mạnh mẽ làm cho mồm của hắn cứ há lớn tưởng chừng như có thể dò hết cả rứt rãi xuống bàn Đôi mắt của Hoàng mở lớn cổ dớn lên ra đằng trước để nhìn cho thật rõ. Và toàn thân của hắn co cứng lại. Các bắp thịt siết chặt vào nhau vì hoảng sợ, khiến cho người cổ Hoàng run lên bần bật, không khác nào là một kẻ động kinh. Cái bóng người đó đứng lặng lẽ một hồi rồi bắt đầu lững thững tiến lại phía của hắn. Càng đến gần thì tim của Hoàng lại càng đập mạnh và hơi thở của hắn dường như cũng vì thế mà tắc nghẹn lại, ứ đầy trong buồng phổi mà không thoát được ra ngoài bỗng từ trên cao một con quạ đen bay nhào xuống từ đỉnh tháp chuông của nhà thờ đá kêu lên mấy tiếng thất thanh rùng rợt đến lạnh người và một luồng gió mạnh cũng từ đỉnh hoàng liên sơn ảo xuống thổi tan đi lớp sương mù dày đặc quánh ở trước mắt hình dáng kia lờ mờ hiện ra rõ ràng hơn trước đó là một cô gái bán rong mặc bộ đồ dân tộc đang ôm trong bụng một túi hàng lưu niệm chắc đang tìm một chỗ nghỉ ăn sau khi lội bộ cả quãng đường từ dưới bản Thế Hoàng cứ đăm đăm nhìn mình không chớp mắt. Cô gái cảm mừng tưởng rằng hắn vớ được khách sộp người kinh. Cô chìa túi hàng ra trước mặt cô Hoàng, nói bằng cái giọng điệu lớn ngớ. Anh trai dưới trời ơi, mua cho chị gái cái kiềng bạc này đi, đeo và đẹp lắm đó ưng cái bụng. Cô ta nói liền một hơi dài không ngừng nghỉ, khiến cho cả hai gã đàn em đang ngồi đó cũng phải quay ra nhìn, nhưng không hề thi hoàng đáp lại. Cả người cô gã vẫn cứng đờ vì sợ ngãi, vì tưởng rằng cô gái là hồn ma của người thiếu phụ trẻ đêm nào vong mạng dưới lốp xe của hắn hai tên đàn em cổ hoàng thấy vậy tưởng rằng sếp khó chịu thì liền xua tay sẽ hiệu đuổi cô gái dân tộc kia đi chỗ khác người con gái nọ lắc đầu chán nản rồi tìm một góc nhỏ ở trong quán gọi một bát phở ăn trước khi tìm chỗ bán hàng ở ngõ cầu mây nhưng đến khi cô gái đó bắt đầu ăn thì hai người phụ xe mới bắt đầu để ý đến nét mặt tái nhợt và ánh mắt lạc thần của tay giang hồ lão luyện. Từ lúc lên xe cho đến bây giờ đã mấy lần chúng trông thấy vẻ kinh hãi của Hoàng. Điều ấy làm cho cả hai ngạc nhiên lắm bởi chưa có bao giờ chúng được chứng kiến khoảnh khắc mà Hoàng tỏ ra sợ sệt. Vì Hoàng vẫn có tiếng trong giới xã hội đen là một tên máu lạnh giết người không chớp mắt ôm cả chục cân ma túy mà không run tay. Thế mà hôm nay không biết điều gì đã khiến cho Hoàng cư xử lạnh lùng đến như vậy. Hai gã phụ xe nhìn nhau như là thầm tỏ sự ngạc nhiên khó hiểu. Rồi thằng này đùn đẩy cho thằng kia. Rồi cả hai cùng phải đứng dậy đưa tay lay mạnh vai cổ Hoàng. Đến lúc này hắn mới hoàn hồn trở lại giật mình ngẩng đầu lên. Ngơ ngác nhìn hai gã đàn em cũng ngơ ngác chẳng kém mình. Một tay phụ xe ấp úng nói. Anh Hoàng ơi, anh có sao không à? Nhìn anh như là bị bị trúng gió đó. Thằng còn lại sợ bạn lỡ lời vỗ mạnh vào vai và kéo hắn lại rồi nói mày chỉ có gở mồm thôi ra lấy xe đi nói rồi hắn nhanh chóng đi lại phía của hoàng nói như là một người nịnh bợ anh à sang nhà nghỉ cũ đi xem gọi cho anh hai bé đến bóp chân đấm lưng nhé cái khoản mục này là cái khoản giải trí mà hoàng thích thú nhất nhưng hôm nay thì hắn chẳng còn tâm trạng nào để giải khuây với mấy em đào non như mọi bữa nữa ấy vậy mà trước đôi mắt có phần tò mò dò xét của gã đàn em hoàng lại gật đầu đồng ý Hắn không muốn để cho tay lái phụ mồm mép tiếp nhảy này phát hiện ra sự kinh hoàng trong ánh mắt và nét mặt của mình. Bởi cái uy và cái ác của hắn gây dựng bao nhiêu lâu nay, có khi chỉ cần một câu đùa vô ý mà bay biến mất. Hoàng thẻ lưỡi liếm môi rồi ngần ngừ nói: "Mày gọi cho anh một đứa thôi, anh cũng mệt rũ người rồi. Hai đứa ta chịu sao nổi?" Gã đàn em hiểu ý cười hình hạch rồi lao lên xe lấy di động gọi sẵn ba em đào để mặc cho Hoàng lững thững ở phía sau, khuôn mặt vẫn in đậm nỗi kinh hoàng sợ sệt không gì có thể bôi xóa nổi. Ở nơi vùng cao Tây Bắc này mặt trời lên khá muộn, nhưng nếu đứng từ Sapa thì người ta có thể thấy ánh nắng từ lúc 6 giờ sáng. Tuy nhiên con đường quốc lộ 32 vòng sau quả núi cho nên bị sự hùng vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn chế ngự. Đến chính cả mặt trời cũng phải hạ mình trước sự oai linh của nó xe dừng lại trước cổng của một nhà nghỉ quen thuộc thầy lễ tân trẻ tuổi vốn đã biết mặt và nhớ tên vồn vã chạy ra để chào khách hắn tươi cười nhếch môi hẳn lên khoe ra một hàm răng vầu ố vàng vì khói thuốc và cả luồng hơi mùi cóc chết phả ra từ trong cổ họng hai gã phụ xe hí hửng lắm ra chiều sốt ruột vì muốn nhanh chân bước vào động tiên nhưng hoàng thì tỏ ra bình thản đến độ chán ngán khiến cho hai thằng cũng có vẻ ngượng ngập chúng lấy lại vẻ mặt đâm thuê chém mướn đe dọa thế gian thường ngày rồi hỏi gã Lý tân phòng cũ chứ hả? À? dạ vâng ạ à, phòng cũ giường đệm sẵn sàng cả rồi à xét lời thì hắn đưa mắt nhìn về phía cổ hoàng lần này đến đây có vẻ thấy anh chị này mệt mỏi hơn mọi bữa hắn rất nhớ hoàng vì lần nào đến cũng phóng tay tiêu xài thả cửa một mình ôm ấp hai ba em gái thay nhau phục vụ vậy mà hôm nay nhìn vẻ mặt ủ rũ hốc hác như vừa mới hồi lại từ một trận ốm thập tử nhất sinh. Hắn dắt cả ba vào trong một dãy phòng riêng biệt dành riêng cho khách VIP. Ở bên trong đã vọng ra tiếng hoa sen chảy nước rào rào, báo hiệu cho mấy em gái làm dịch vụ tăng tắm rửa chờ khách vào hầu hạ. Hai gã phụ xe chép miệng nuốt dãi rồi phóng vào bên trong đóng sầm cười lại. Nhưng mà Hoàng chỉ lững thững tiến vào trong phòng riêng. Mệt mỏi nằm xuống giường không buồn cởi quần áo, Hắn nằm độ chừng 5-10 phút thì trong buồng tắm, một em gái xinh xắn tuổi chỉ chừng 18-19, thậm chí còn trẻ hơn đi ra nháy mắt làm hiểu. Con bé uốn éo thân người sau lớp khăn tắm, làm những động tác gợi tình lộ liễu trước mặt của Hoàng. Nó xoay lưng lại rồi từ từ cởi bỏ chiếc khăn tắm ra, rồi quỳ xuống đất, bỏ trên tứ chi về phía cổ Hoàng. Bình thường những động tác thế này sẽ khiến cho Hoàng vô cùng thích thú nhưng mà hôm nay mọi khao khát xác thịt đều tan biến mất Vì những ám ảnh kinh hoàng của những bóng ma người thiếu phụ Bằng chứng là cho dù mất công khởi động đến gần 10 phút Nhưng kim đồng hồ của Hoàng vẫn chỉ đúng vào 5 giờ rưỡi Cô gái trẻ hình như cũng mất hết kiên nhẫn ngẩng lên hỏi Hoàng bằng một giọng óng nghèo pha lẫn chút trêu ngươi Anh trai hôm nay bị vợ vắt kiệt sức rồi mới cho đi sao? Hoàng không trả lời, mặc dù nếu cứ như thường lệ thì thế nào con kia cũng sẽ bị ăn ngay vài phát vả vì cái tội liếu láo. Thế người khách của mình chỉ im lặng không trả lời. Cô gái giang hộ cũng nhận ra Hoàng đang có tâm sự, cho nên không cười đùa nữa. Cô đầy Hoàng nằm xuống rồi uốn éo người như một con rắn, và nằm sát lại bên cạnh Hoàng, thì thầm hỏi như thể quen biết hắn từ lâu. Anh sao vậy? Có chuyện buồn gì sao? Giọng nói ngọt ngào như là đường như là mật cứ rót vào tay của Hoàng khiến cho gã cũng ngồi ngoài phần nào nỗi sợ đang vương vấn ở trong trí óc nhưng hắn vẫn chỉ gật đầu không nói cô gái giang hồ mỉm cười thở vào tai của hoàng khiến cho hắn dùng mình một chút sau đó cô ta luồn xuống dưới cố gắng kiên nhẫn thêm lần nữa vừa loay hoay vừa nói thế thì em làm cho anh vui nhé và lần này thì có công hiệu thật cô gái cũng vui lây vì luôn biết cách phục vụ nhanh thì càng xong sớm việc Cô leo lên người cổ Hoàng rồi quý đầu hôn lên môi tái nhợt khô không khóc của gã. Hoàng bị cái thú đầm ấm gối chăn làm cho tỉnh lại cho nên cũng mở miệng đón lấy nụ hôn và cái lưỡi không biết đã chọc vào biết bao cái mồm khác. Nhưng đang ngấu nghiến hôn cô gái giang hồ thì đột nhiên Hoàng nhận ra có gì không đúng lắm. Hôn có một chút mà sao rớt rãi của cô ta lại chảy nhiều như vậy. Ướt đầm cả khuôn mặt lại còn hôi tanh đến khó tả. Hoàng giật mình mở mắt choàng ra thì kinh hãi ha hốc mồm. Rồi đẩy mạnh cô gái răng hồ ngã lăn quay ra đất. Rồi cứ như vậy tông ngồng đạp cửa chạy bổ ra bên ngoài. Vì khi hắn mở mắt ra nhìn thì ngồi trên bụng không phải là cô ca ve mà chính là người thiếu phụ với một khuôn mặt nửa bị nghiến nát ở dưới bánh xe. Cái hàm dưới đã nát vụn cho nên rớt rãi máu me chảy ra đầy mặt. Và bên dưới bộ ngực căng tròn đầy mời gọi của cô gái răng hồ đã bị thay thế bằng một mảng thịt đỏ ối, trộn lẫn vào nhau sát cả với da lưng. Và cái bồng tròn vo vừa bụng ra để lộ ra một thai nhi đang vùng vẫy, một đôi tay bé xíu dính đầy nước ối. Gã Lý Tân thế hãi khi thấy vị khách của mình xuất hiện với một bộ dáng thất thiểu cuống cuồng, trên người không có một mảnh vải che thân. Hắn vội vàng giúp cái khăn bông to tướng choáng lên người của Hoàng, rồi kéo gã ta ngồi xuống khuôn mặt của hoàng khi ấy vẫn còn in đậm nét sợ hãi chưa phai nhạt hoàng thờ hồn hển như một người sắp đứt hơi lồng ngực phập phồng khiến cái khăn khoác bên ngoài cũng run lên từng chập hắn nói không ra tiếng chỉ ấp úng ngập ngừng chỉ tay về căn phòng mình vừa lao ra rồi lại lắc đầu như thể là kinh hãi lắm Ga lễ tân trẻ dĩ nhiên là chẳng hiểu gì bên khẩn trương chạy vào trong phòng của hoàng ngồi bệt dưới sàn đang xoa xoa cái lưng đau ê ẩm cô gái răng hồ ngẩng đầu lên uất ức nói như mắng Khi mà cụ nhà anh anh dẫn khách cái kiểu gì thế hả à? thần kinh à mút mỏi cả mồm không lên được vừa trèo lên bụng nó hôn bị nó đẩy mẹ nó xuống đất đi này Gái lý tân đương nhiên cũng chẳng phải tay vừa bị cô ca ve chửi mắng thì gã trợn mắt chỉ thẳng tay vào mặt rồi nghiến răng nói mày cầm mồm mẹ mày vào đi ăn cơm hay mút cái cứt gì thì kệ mẹ mày biết đấy là ai không cô gái giang hồ biết mình đã lỡ lời thì bèn cúi đầu xuống nằm im thiên thít Gã lý tần kêu người dẫn gái lắc đầu dậm chân rồi hỏi Thế mà sao ông Hoàng lại đẩy ra Em biết làm sao được Đang hôn ông ấy thì ông ấy để em xuống đất Lưng còn đang đau ế ẩm đi này Người đích gì mà lại thì không biết Như là chơi đồ rồi đấy Quả thật Hoàng đã nhẵn mặt với cái tay lễ tân mà cô dắt gái Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên Hắn thấy vẻ mặt thất thần không hồn phách của Hoàng Biết rằng nhân viên của mình không có nói điều Cho nên hắn bèn nén giận bước ra ngoài chuẩn bị cho những lời xin lỗi có tính thủ tục để mong hoàng bớt giận. nhưng khi ra đến ngoài thì không thấy hoàng đâu nữa, chỉ có hai cô cà phê khác đang đứng ở ngoài quầy ba, vẻ mặt bực bội không che giấu. gã little cáu giận dậm chân xuống đất rồi hỏi: cái gì sao nhanh thế hả? đã xong rồi sao? sao lại ra đây hết cả lũ thế này? một cô gái tỏ vẻ kinh nghiệm lão luyện già đời nhất lên tiếng đáp thầy đàn em. Đang cưỡi giả thì tự nhiên có cái thằng cha nào nó cười chân cười chuồng hồng hộc nó chạy vào Gọi khách của em mang quần áo ra Bọn em biết cái gì đâu Thì chúng có trả tiền không Có còn bo thêm mà anh yên tâm đi Gã Lý Tân biết mình không bị ăn quỵt Thì thở phào nhẹ nhõm Lững thững bước ra ngoài cửa vẻ mặt vẫn tràn đầy sự khó hiểu Vì chẳng thể cắt nghĩa nổi hành động Của tay khách sộp nhà mình Xe lượt về không thèm đón khách Mà cứ chạy thẳng một mạch về Hà Nội Qua quãng đường AH14 rồi vòng đến Việt Trì Phú Thọ, trước khi đầm sang hướng Sơn Tây. Gã vô xe đến lần này thì phải cầm vô lăng cho nên uể oải lắm. Khi nãy công mục dài sầu thì đang vui đứt dây đàn. Tuy thế hắn cũng không dám lên tiếng cằn nhằn vì nét mặt của Hoàng lúc đó vô cùng quái gở. Hai gã phụ xe thỉnh thoảng lại quay đầu lại, đưa mắt nhìn nhau, rồi lại liếc trộm về hàng ghế sau, nơi mà Hoàng đang trầm tư cúi đầu để suy nghĩ. Chúng cứ tưởng rằng Hoàng đang phê ma túy, hoặc mới chơi một món đồ nào đó nặng đô. Trên đầu có biết được rằng ông sếp của mình đang bị một vong hồn đeo bám. Hoàng thỉnh thoảng lại rơi mắt nhìn phía sau lưng như sợ có ai đó theo dõi. Bên người của hắn bây giờ chỉ còn lại duy nhất là thứ lá bùa này để làm tấm lá chắn cuối cùng, bảo vệ cho hắn khỏi bóng ma của người thiếu phụ. Hoàng khi trở về chắc chắn sẽ phải thu xếp ngay một chuyến lên Bắc Cạn, tìm ông thầy mo người thượng để nhờ giải vây. Chứ nếu cứ thế này thì chỉ mấy hôm nữa Hoàng có thể đau tim mà chết. Trở về nhà lúc gần 12 giờ, lượt đi nhanh chóng hơn lượt về, bởi hai gã phụ xe thay nhau lái không nghỉ lại ở dọc đường. Hơn nữa lộ trình này cũng ngắn hơn tầm khoảng 60 cây số, cho nên chỉ mất độ chừng 5 tiếng là đã có mặt tại nội thành. Hoàng mở cửa ra nhưng mà không thấy vợ con ở nhà, mà cũng chẳng hề báo cho Hoàng biết là họ đã đi đâu hắn hơi thắc mắc nhưng cũng đang vướng vào nỗi ám ảnh trong đầu cho nên gã vội bỏ qua để lao vào phòng ngủ lấy quần áo tiền bạc để chuẩn bị đi lên bắc cạn hắn muốn tranh thủ thời gian vì tự nhận ra tình hình ngày càng gây sợ cứ để lâu thì cái mạng của hắn cũng khó lòng mà giữ nổi hoàng cẩn thận mang theo một cây súng lục với hai băng đạn chưa kể đến sáu bảy cây vàng gã mang theo để mua chuộc lão thầy mo người dân tộc kết quả thế nào thì tạm thời chưa tính đến nhưng nếu mà lão đòi thêm Thì Hoàng vẫn dư sức lò lót để bảo toàn tính mạng Hắn không nghĩ ngợi nhiều nữa Xách thêm cái ba lô đựng tiền vàng quần áo định đi ra ngoài cửa Còn khẩu súng thì hắn dắt ở cặp quần Nhưng mới chỉ nhấc chân được vài bước Thì bỗng có một bóng người đứng ở ngoài cổng khiến cho Hoàng giật mình Đánh rơi cả ba lô xuống đất Và kinh hãi bật ngửa người ra đằng sau Chiếc cổng nhà hắn là thiếu phụ đêm nào Nhưng tưởng rằng khi mà trời sáng rõ thì những bóng ma những âm hồn dã quỷ sẽ phải lánh vào nơi địa ngục âm tào nhưng không phải bằng chứng là linh hồn của người phụ nữ bị hoàng đâm xe đang đứng lù lù ngay ở giữa cửa dưới dạ ánh nắng của mùa đông khô hanh và lạnh lẽo cây hình ảnh rùng rợn kinh dị đó lại càng hiện lên rõ nét người ta nghĩ rằng chuyện ma quỷ càng phải âm u thì đáng sợ nhưng không hẳn như vậy với cái cơ thể dập nát tả tơi cái quay hàm một nơi đầu lâu một nẻo như hồn ma ở trước mặt thì trời càng sáng thì nó lại càng kinh tởm hoàng là một tay răng hổ cụm cán chém giết không gớp tay nhưng lúc này nhìn vong linh của người thiếu phụ nọ hiện lên mà ba hồn bảy vía đều bay biến sạch không phải hắn sợ vì đủ thứ máu me nội tạng hay là vì hình ảnh cơ thể biến dạng dập nát hoàng kinh hãi vì không ngờ được rằng hồn ma của người thiếu phụ có thể lần theo dấu vết bám theo hắn về đến tận nhà. Hoàng buồn dồn chân tay, đầu óc quay cuồng không nghĩ được phương cách gì để thoát giữa cơn hiểm cảnh. Tội ác của một kẻ gây tai nạn không chỉ là bỏ trốn đơn thuần, không cứu giúp cho người bị hại, mà còn nhẫn tâm nghiến cả cái xe qua để chắc chắn nghiến cho người ta phải chết thì thật khó lòng để mà dung tha. Ấy vậy mà khi giao giảng cho đám đàn em, Hoàng luôn tỏ ra là một người trượng nghĩa, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, tâm địa độc ác và những mưu mô xảo quyệt của hắn chỉ có thể đối phó với người trần mắt thịt chứ sao có thể chống lại được một thế lực của cõi âm những hồn ma oản khuất thế nhưng mà hoàng đột nhiên nhớ ra mình còn có lá bùa hộ thân của ông thầy mo người dân tộc hắn không biết trên lá bùa ấy người ta vẽ vời những gì nhưng mỗi lần cầm vào nó hắn đều để ý hồn ma kia biến mất hoàng thọc tay vào túi rút lá bùa nền vàng nhằng nhịt những nét đỏ đen giơ lên trước mặt nhưng mà lần này thì lại vô hiệu bóng ma không những không biến mất dưới ánh mặt trời và lá bùa phòng hộ cô ta còn đứng đó trơ trơ trên chừng đôi mắt đục ngầu lên hai cái khóe miệng nhếch lớn khoe ra bộ răng trắng ẩn vô cùng rùng rợn hoàng kinh hãi gần như chết đứng trái tim của hắn đập loạn lên không còn nhịp phách mồ hôi chán túa ra ướt đầm cả khuôn mặt nhưng chẳng hiểu sao hoàng lấy đâu ra can đảm sống chết lao ra đóng sầm cánh cửa lại và cẩn thận khóa chốt cài then như thể cánh cửa ấy là một kết giới an toàn ngăn cách giữa cõi sống và cái chết. Hoàng quay lưng thờ hồn hển như vừa chạy đường trường. hắn cầm lá bùa ở trên tay và tự hỏi tại sao giờ này nó lại không có tác dụng. có lẽ nào cái thứ yêu lực của hồn ma đang ngày càng trở nên mạnh mẽ oán khí trọng chất cho nên lá bùa này cũng đành phải bó tay không trị nổi. Ý nghĩ đó cứ luận quẩn trong đầu khiến cho Hoàng sợ hãi. Thế thì có khi hắn không kịp đi lên Bắc Cản nữa. Ở ngoài cửa gió vừa thổi ào ào mạnh hơn, làm cho ánh nắng khô chuyển đến xuống mặt đất, nhưng không mang theo hơi ấm. Vài tia ánh sáng lọt qua khe cửa nhỏ, chiếu thẳng vào trong nhà, như những mũi kim chạy dài trên nền đất. Hoàng muốn biết xem là bóng ma quỷ kia đã biến đi hay vẫn còn đang ở đó, Hắn hít một hơi thật sâu rồi ghé mắt nhìn ra bên ngoài. Trên con đường nhỏ ở trước nhà, lố nhố những người xe qua kẻ lại một cách bình thường, không có điều gì khác lạ. Hồn ma đã biến mất rồi sao? Hắn thở vào nhẹ nhõ đỉnh quay mặt đi, nhưng ngày lúc ấy thì một con mắt khác trắng rã, một lòng đen bé tiếu như là đầu đũa đã hiện lên. Nhìn thẳng vào mặt của hắn qua chính cái khe cửa đó, hai con mắt chỉ cách nhau một lớp gỗ mục, lại xuất hiện rất đột ngột khiến cho hoàng rú lên kinh hãi bật ngờ người rất đằng sau Khách đập mạnh vào cạnh bàn rồi ngất đi không biết hắn nằm đó bao lâu nhưng khi tỉnh lại thì trời đã tối cuối đông mưa phùn bay mù mịt kính cửa sổ ở bên hông nhà mở lớn làm cho nước mưa theo gió hắt cả vào trong phòng lạnh ngồi nhòm dậy trong căn nhà tối om không một bóng người không một tiếng động hoàng hốt hoảng đào mắt nhìn xung quanh tưởng rằng mình đã chết hắn sờ lên người lên mặt xem có vết thương nào hay không nhưng dĩ nhiên là hắn vẫn bình an vô sự hoàng chạy vào một góc tường ấn công tắc đèn nhưng điện mất cả dãy phố đều tối om chứ chẳng riêng gì nhà hắn hoàng mò mẫm trong bóng đêm có lần tìm cái điện thoại di động chắc bị rơi dưới đất hoàng không rõ lúc này là mấy giờ nhưng mà nhìn xung quanh thì hoàng cũng đoán là đã muộn lắm ngoài đường vắng tanh vắng ngắt nhưng ngôi nhà láng giềng thì đã đóng cửa then cài khu phố luôn sáng nhộn nhịp bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên âm u lạnh lẽo lại được cơn mưa phùn gió bấc thổi vù vù khiến cho khung cảnh càng thêm tiêu điều và rùng rợn lần mò một lúc thì mắt đã quen dần với bóng tối ở trong nhà hoàng nhặt chiếc điện thoại bị rơi ở dưới chân bàn hắn nhìn vào cái màn hình bé xíu đang phát ra ánh sáng xanh yếu ớt lòng tự nhủ đã hơn 11 một giờ đêm Thế mà vợ hắn con của hắn đi đâu không thấy về nhà Hoàng vội thắc mắc Sáng nay vì vội đi như bỏ trốn Cho nên hắn chẳng quan tâm gì đến việc vợ con của mình đi đâu Nhưng giờ trời đã quá khuya Cũng không thấy về nhà cho nên hắn sợ rằng Có thể hai người đã gặp chuyện gì đó không may Nỗi sợ ấy bùng lên trong đầu Khiến cho Hoàng trận trừng đôi mắt Thở hồn hển như là sắp đứt hơi Hắn bấm số gọi cho vợ Tiếng chuông tút dài vang lên trong đêm sâu thẳm khiến cho hoàng tái người đi vì hồi hộp nhưng không có ai nghe máy hoàng nốt nước bọt xuống cổ họng đang nghẹn đắng của mình vẫn có tín hiệu hắn gọi lần nữa nhưng chỉ là những âm thanh vang lên rất dài đơn thành đơn tiếng nhưng như thể xoáy sâu vào tai chọc sâu vào tận màng nhĩ hoàng không bỏ cuộc hắn ấn gọi thêm một lần nữa sau vài hồi chuông thì đầu dây bên kia có người nhấc máy hoàng vội vã hỏi ngay alo cô đi đâu mà giờ này chưa về thế hả hắn luôn giữ một thái độ trịch thượng kẻ cả và gia trưởng với vợ con như thế. Nhưng ở bên kia ống nghe không có tiếng trả lời. Hoàng để ý thấy âm thanh rè rè trầm đục phát ra như trong một chiếc đài radio cũ kỹ, còn lẫn cả tiếng ồn ục ầm ầm của động cơ xe hơi đang từ từ tiến lại. Càng nghe mắt của hoàng lại càng mở lớn, từng chừng như là rách kẽ, hơi thở tắc nghẹn lại trong lồng ngực không thể bật ra. Hoàng cứ đứng yên trên nền nhà chết chân tại chỗ, còn cái điện thoại vẫn áp chặt vào tai không tài nào buông xuống lúc này đây hoàng đang nghe rõ một một những tiếng ầm ầm của động cơ xe tiếng va đập rất mạnh khiến một vật bắn ra đằng trước và đương nhiên là có cả âm thanh của xương thịt người nát vụn kêu lên răng rắc khi bị hai bánh xe hơi cố tình nghiến qua những thứ ảo ảnh kinh dị đó khiến cho hoàng kinh hoàng đến cực điểm tất cả chúng tái hiện lại khung cảnh và cái đêm mưa gió giả dích ngày nào khi mà Hoàng Tông trúng phải một người, nhưng lại lấy đi hai mạng sống. Âm thanh vang lên một hồi rồi chấm dứt, đến lúc này đây Hoàng mới bỏ được cái điện thoại xuống khỏi tay. Đôi tay vô lực cũng làm rơi nó xuống nền nhà. Lưng áo của hắn ướt đẫm không biết vì mồ hôi hay là vì mưa phùn hắt vào từ cửa sổ. Hoàng run rẩy đứng ở một góc nhà, có lẽ nếu có ai chứng kiến được cảnh tượng của hắn bây giờ, không thể nào tin được rằng Hoàng từng là một gã đàn anh một tay giang hồ cụm cắn. có lẽ họ chỉ thấy được một kẻ to xác nhưng sợ hãi đến nỗi chân tay buồn rộn đứng không vững không khác nào một bệnh nhân tâm thần đang phải điều trị chứng tự kỷ còn hoàng đến lúc này hắn cũng biết được rằng mình bị hồn ma kia ám mạnh không tài nào có thể dứt ra được phòng linh của người thiếu phụ bị nghiền nát dưới bánh xe tàn bạo của tên đồ tể máu lạnh cuối cùng đã trở về đòi bằng được cho mình công lý Giá như khi ấy Hoàng dừng lại để cô gái xấu số kia đến bệnh viện có lẽ đã chẳng xảy ra những sự việc rùng rợn thế này. Nhưng đối với một kẻ như Hoàng lương tâm đều vô cùng xa xỉ. Cho nên giờ này hắn đang phải trả giá cho những tội ác của mình. Hoàng rút lầy bầy ngồi thụp xuống nền nhà lạnh buốt và ướt đẫm vì mưa hắt. Nhưng hắn không để ý nữa. Hoàng lết hẳn vào trong góc nhà nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang nằm chồng chơi trên nền đất không chớp mắt. Hắn không thể ngờ được rằng hồn ma có thể động cả được vào những vật dụng hiện đại của thế kỷ này. Đầu óc đang quay cuồng bởi những ý nghĩ sợ hãi kinh hoàng, thì đột nhiên cái điện thoại rung lên rồi màn hình bật sáng. Có một cuộc gọi đến, tiếng chuông cứ như vậy cất lên trong căn nhà tối tăm, chỉ le lói mỗi ánh đèn leo lắt và lạnh lẽo phát ra từ cái màn hình bé xíu. Hoàng không dám ấn nút nghe, cứ để tiếng chuông Nokia quen thuộc kêu lên từng chập. Từ khoảng cách này đôi mắt mờ đục và nhòe nước của hắn không thể xác định được là ai đang gọi. Có thể là một người quen, có thể là một gã tay chân cũng có thể là vợ của hắn. Nhưng hắn đang thẫn thờ suy đoán lung tung thì đột nhiên tiếng chuông ngưng bật. Người gọi đã tắt máy rồi sao? Không phải, mà là điện thoại tự động mở nút nghe. Trong tiếng gió bức cuối đông thổi vù vù qua cửa sổ và tiếng mưa phùn giả dích đang dần trở nên nặng hạt cái điện thoại lè rè cũng phát ra những âm thanh mà quái như đều hù dọa cho khung cảnh rùng rợn trước căn nhà tối tăm ngồi bó gối ở giữa nhà hoàng kinh hãi nhìn di động không trước mắt lẫn với những âm thanh rè rè như là tiếng radio cũ kỹ vẫn là tiếng đầm của xe hơi tiếng lục cục của xương sầu gãy rời và tiếng cái xe này lên khi nghiến qua xác của một người trên mặt lộ hoàng lấy hai tay bịt chặt hai tay lại như để ngăn âm thanh kỳ quái kia nhưng không được. Cái điện thoại đã tắt đi nguồn sáng, nhưng tiếng động rợn người vẫn cứ văng vẳng bên tai không đứt. Lúc này đây Hoàng mới nhận ra những âm thanh ma mị dùng rợn kia không phát ra từ đâu cả. Vì cái điện thoại đã tắt ngóm từ lâu, nó phát ra từ chính trong đầu của Hoàng, từ chính lương tâm trỗi dậy sau những tháng ngày sống như một con quái vật. Chẳng hiểu lấy được sức mạnh từ đâu Hoàng vụt đứng dậy, hắn phải chấm dứt những âm thanh quái dị kia. Hoàng lao vào nhà bếp, đôi chân luống cuống và sợ hãi cứ díu lại với nhau. Mấy lần làm cho hắn trượt ngã rồi lại vùng dậy. Cả căn nhà tối om không một tia sáng, nhưng Hoàng vẫn lần ra được nơi góc tường, chỗ cái tù tràn đặt bát đĩa và thìa dao. Hắn lần mò lên giỏ đũa, rồi rút ra một cây đũa bằng inox cứng chắc. Hoàng giơ cây đũa lên trước mặt miệng cười khanh khách như một kẻ tâm thần điên loạn. Rồi cứ như vậy hắn chọc cây đũa sắt vào trong tay, ngoái lên như người ta đảo trứng. Những âm thanh ngọc ngọc u u cất lên vì màng nhĩ đã bị tổn thương xoáy sâu vào đầu của Hoàng. Hết bên phải Hoàng lại chuyển co bên trái. Hắn cứ cắm đũa vào trong tay, hết chọc rồi lại ngoái như kẻ không biết gì là đau đớn. Hoàng muốn chấm dứt tất cả những âm thanh kỳ dị, muốn kết thúc tất cả những tiếng động rợn người kia. Vì thế chỉ còn một cách là không cần nghe gì nữa dòng máu đen gì đặc quánh cứ như vậy ông ngọc tuôn ra từ cái lỗ tai đã nát bét và lở lói vì cây đũa sắt chọc vào hoàng vừa làm vừa rút lên như một con chó sói nhưng hắn không nghe được nữa hắn lại cười lên khanh khách như một sự thỏa mãn cuối cùng hắn đã chấm dứt được tất cả những chuỗi âm thanh kinh dị quái đản kia Chỉ ngự xung quanh hắn lúc này chỉ là bóng tối và màn đêm dày đặc cùng với những tiếng u u như là hàng ngàn con ve sầu đồng thanh cùng nhau cất tiếng hắn bước đi nhưng đôi chân không thể hiểu cứ thế mà loạn choạng bổ hết sang bên này đến bên kia không tự chủ được hoàng cũng hiểu ra là vì cái ốc tai trong màng nhĩ đã bị tổn thương cho nên con người mất đi khả năng giữ thăng bằng và vận động quả thật cơ thể của hắn lúc này không khác gì một con lật đật của nga cứ cháo hết bên này lại đến bên kia lảo đảo cuống cuộn như một người đang đi trên tàu thủy gặp phải cơn sóng dữ Hoàng chới với được mấy bước rồi ngã xuống nền nhà. Hắn không nghe được gì nữa nhưng mà đôi mắt vẫn còn sáng. Lúc vừa ngã sóng xoài ra đất thì đột nhiên hắn thấy một bóng người vụt qua cửa sổ. Hoàng trợn mắt hét lên như điên dại. Nhưng chính hắn không nghe thấy gì cứ nghĩ rằng mình không hét. Chỉ có thể cuống cuồng trườn lên nền nhà như một con lươn để bỏ ra xa. Chính phải nhìn thấy cái bóng người ma quái mà chắc chắn là hồn ma của người thiếu phụ bị xe của hắn cán chết đêm nào. Nhưng đôi chân lào đảo và cái đầu quay cuồng không biết nhận phương hướng, lại hoang loạn lạc thần càng cố bò thì lại càng tiến sát bên cửa sổ. Hắn ngước mắt trông lên, hình bóng của người thiếu phụ lại hiện rõ mồn một dù trời đang tối om không một ánh đèn đường. Rất làn mưa phùn giả dích từ cánh mũi của cô ta hất xuống trông không khác gì một mái hiên vì quay hàm dưới đã bị bánh xe của Hoàng nghín nát thè lè ra cái lưỡi xám xịt nổi bật giữa làn thịt đỏ âu kinh tởm lồng ngực của cô gái cũng bị xẹp lép dính cả với da lưng ở khoảng cách này hoàng còn trông thấy cả một đoạn ruột hay là dạ dày nội tạng gì đó bị lòi cả ra bên ngoài thế nhưng cái bụng bầu của hồn ma người thiếu phụ vẫn tròn vo vẫn nổi lên trên nền áo ướt và hoàng còn trông thấy hình ảnh hai bàn tay bé xíu của cái bào thai đang vùng vẫy nổi hẳn lên trên da bụng như thể nó cũng muốn nhào ra tùm lấy hoàng để đòi mạng hắn kinh hãi rú lên nhưng mà lỗ tai đích đặc không còn nghe được gì chỉ có hình ảnh rùng rợn cổ hồn ma là vẫn hiện lên trước mắt hoàng cố bỏ đi nhưng không sao hiểu nổi lại càng tiến sát lại gần với không cửa sổ bóng mà cô gái chết vì tai nạn đang lướt nhanh dừng lại sát với chấn xong rồi hướng đôi mắt vô hồn như lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt cổ hoàng Thứ chỉ bất lực của hắn muốn tránh xa Nhưng lại bị một mãnh lực vô hình cản lại Dính cứng xuống nền nhà dù cơ thể của hắn đang vùng vẫy Quần quả như là một con đỉa phải vôi Hoàng muốn tìm khẩu súng K54 Hắn nhớ là trước khi bị ngất đã dắt trong cặp quần Nhưng không biết sau khi tỉnh lại nó đã rời đầu mất Hoàng sẽ bắn chết con ma Rồi biết rằng việc đó nghe vô lý Nhưng cơ thể bất lực không còn nghe lời chủ Đột nhiên Hoàng sự nghĩ ra một điều mà hắn tin chắc rằng có thể cứu sống hắn trong lúc này. Dùng hết sức tàn vận cho đôi tay hướng lên trước mặt, Hoàng sẽ móc đôi mắt của hắn ra để không phải nhìn thấy hồn ma kia nữa. Trong cơn hoàng loạn, Hoàng nghĩ rằng chỉ cần không nghe, không nhìn thì sẽ không bị hồn ma người thiếu phụ hiện lên ám mạnh. Hắn mở tới đôi mắt chừng chừng gần như rách kẽ, rồi cứ như vậy ấn hai ngón trỏ vào ngón cái của từng bàn tay vào trong mắt. Cơn đau kinh hoàng bùng lên dữ dội, nước mắt hòa cùng với máu từ hai nhãn cầu chảy xuống dòng dòng trên đôi má. Hai con mắt bị móc ra nhìn không khác nào hai quả trứng chim cút lộn, với vằn viền đầy tiêm máu và những sợi dây thần kinh chẳng chịt gây gớm. Hắn cứ để hai cái nhãn cầu thòng lòng đung đưa, quệt cả vào má và môi, mùi tanh của máu sộc thẳng vào mũi khiến cho hoàng buồn nôn không kìm được hắn gặp người ông ngọc tuôn ra cho thức ăn ít ỏi mà dạ dày tiêu hóa từ sáng hôm trước nhưng giờ đây ít nhất hắn đã được ăn ổi là không phải trông thấy hồn ma người thiếu phụ kia thêm nữa trên khuôn mặt chỉ còn lại hai hố mắt đen ngòm thầm thầm như chính lương tâm ác độc của hoàng hắn cười lên khanh khách dù không còn trông thấy gì không còn nghe được gì nhưng chẳng hiểu thế nào Hoàng vẫn lần ra được đến bên cửa sổ Hắn viện tay vật chấn xong Lào đào đứng nhòm hẳn lên Như muốn đối diện hồn ma của người con gái Hắn mở miệng ra ú ớ Nói như một người bị ngậm Mày không giết được tao đâu Dĩ nhiên là không có tiếng đáp lại Hoặc nếu có thì hắn cũng chẳng thể nghe được gì nữa Và chính hắn cũng không nghe thấy hắn Giờ đây gã xã hội đen cộm cán một thời Chỉ còn lại là một kẻ điên mù mắt và điếc tai vì hoảng loạn, ân hận với những việc tàn bạo của mình. Quả báo đến và chẳng bỏ sót một ai, lưới trời tuy thưa mà khó thoát, cũng chính bởi vì những điều như vậy. Trong giây phút bất ngờ tỏ ra tỉnh táo, Hoàng nhận ra lúc này hắn chỉ còn là một kẻ phế nhân. Một thằng mù loa điếc đặc và điên dại không phải con người. Hoàng rút cái thắt lưng da của mình rồi vòng qua chấn xong cửa sổ như một cái thòng lòng lần mò siết chặt một đầu còn đầu kia buông thõng xuống hắn cười lên khanh khách thêm một lần nữa rồi cho cổ của mình vòng qua cái thòng lọng tự chế và buông người ngồi bệt xuống cuối cùng hoàng cũng chính thức thoát khỏi bóng ma của người thiếu phụ bị hắn nhẫn tâm nghiến cả bánh xe qua một xác hai mạng những người thân quen không ai biết được lý do vì sao hoàng tự tử hay là bị giết họ chỉ biết được rằng thỉnh thoảng ở bến xe nơi nhà xe cổ hoàng đỗ lại Thỉnh thoảng người ta vẫn trông thấy một người thiếu phụ trẻ ôm bầu, tay sách làn nhựa đỏ, đứng cùng với một gã trông cao to hung bạo, nhưng mà quỳ bên cạnh bánh xe trong những đêm tối trời, mưa phùn và sương gió. xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo